Chào mừng toàn thể các bạn đã đến với chương trình Radio Tư vấn Online của Công ty Tư vấn Du học Tân Đại Dương, là công ty tư vấn hàng đầu Việt Nam với hơn 14 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn du học và du lịch các nước. Để chào đón mùa hè năm 2014, Tân Đại Dương xin gửi đến các em học sinh thân yêu chương trình du học hè năm 2014 đầy hứa hẹn sẽ mang đến cho các em nhiều ngày đáng nhớ và bổ ích tại Mỹ, Úc, Singapore, Anh và Canada. Các em sẽ được trải nghiệm như một du học sinh thực thụ tại các trường, những ngôi trường văn minh hiện đại nổi tiếng tại Mỹ, Úc, Singapore, Anh, Canada, một thiên đường sống và học tập. Tân Đại Dương, công ty tư vấn du học hàng đầu Việt Nam với nhiều năm kinh nghiệm, chúng tôi sẽ tư vấn miễn phí cho các bạn từ khâu chọn trường, thủ tục, du học nhanh nhất. Các bạn có thể gọi đến hotline 0996277629 hoặc 0166515771. Về chương trình du học hè tại Mỹ, Úc, Anh, Canada cùng Tân Đại Dương năm 2014 dành cho học sinh từ lứa tuổi 13 đến 17. Du học hè tại Mỹ, thành phố New York, thời gian đợt 1 từ 29 tháng 6 đến 29 tháng 6, đợt 2 23 tháng 6 đến 19 tháng 7, đợt 3 là 14 tháng 7 đến 8 tháng 8, nhà ở là ký túc xá. Thành phố Santa Barbara, Cali, thời gian đợt 1 từ 2 tháng 6 đến 29 tháng 6, đợt 2 23 tháng 6 đến 19 tháng 7, đợt 3 là 14 tháng 7 đến ngày 8 tháng 8, nhà ở là homestay. Thành phố Monterey Bay, Cali, thời gian đợt từ ngày 2 tháng 7 đến 29 tháng 7, nhà ở là homestay. Thành phố Honolulu của Hawaii, thời gian đợt 1 từ 2 tháng 6 đến 28 tháng 6, đợt 2 30 tháng 6 đến 26 tháng 7, nhà ở là homestay. Du học hè tại Canada, thành phố Vancouver, thời gian đợt từ 2 tháng 7 đến ngày 29 tháng 7, nhà ở là homestay. Du học hè tại Anh Quốc, thành phố London, thời gian đợt từ 2 tháng 6 đến 29 tháng 6, nhà ở là homestay. Thành phố Cambridge, thời gian đợt 1 từ 16 tháng 6 đến 12 tháng 7, đợt 2 14 tháng 7 đến 9 tháng 8, nhà ở là homestay. Thành phố Portsmouth, thời gian đợt 1 từ 9 tháng 6 đến 5 tháng 7, đợt 2 14 tháng 7 đến 8 tháng 8, nhà ở là homestay. Thành phố Isle of Wight, thời gian đợt từ ngày 30 tháng 6 đến 27 tháng 7, nhà ở là homestay. Du học hè tại Singapore có hai lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất, thời gian đợt 1, 1 tháng 6 đến 14 tháng 6, đợt 2, 8 tháng 6 đến 21 tháng 6, đợt 3, 15 tháng 6 đến 28 tháng 6, đợt 4, 22 tháng 6 đến 5 tháng 7, đợt 5, 6 tháng 7 đến 19 tháng 7, đợt 6, 15 tháng 6 đến 12 tháng 7, nhà ở là resort. Lựa chọn thứ hai, du học hè Katong, Singapore, đợt 1 tuần từ 22 tháng 6 đến 28 tháng 6, ngày đi tự chọn khi đủ nhóm 15 người. Đợt 3 tuần, ngày đi tự chọn khi đủ nhóm 15 người, nhà ở là ký túc xá. Du học hè tại Úc, thành phố Sydney, thời gian đợt 1 15 tháng 6 đến 12 tháng 7, đợt 2 6 tháng 7 đến 2 tháng 8, nhà ở là homestay. Các bạn hãy đăng ký nhanh để nhận được những ưu đãi hấp dẫn từ phía công ty. Và mọi thông tin chi tiết lịch trình, chi phí, thủ tục hồ sơ du học hè tại Mỹ, Úc, Singapore, Anh, Canada, các bạn hãy liên hệ ngay đến Du học Tân Đại Dương qua hotline 0996277629 hoặc 0166515771. Hoặc các bạn có thể đến trực tiếp công ty tại địa chỉ 902 Trần Hưng Đạo, phường 7, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh và có thể truy cập vào các website của công ty, đó là tandaiduong.edu.vn và tddvn.com. Công ty Tân Đại Dương là một trong những công ty du học đầu tiên và hàng đầu tại Việt Nam, được thành lập bởi đội ngũ các nhà quản lý và tư vấn du học có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành giáo dục cũng như được tu nghiệp và đào tạo ở nước ngoài. Với hơn 10 năm kinh nghiệm, Tân Đại Dương tự hào là nhà tư vấn du học chuyên nghiệp cho các du học sinh tại các nước trên thế giới, đặc biệt là Mỹ, Úc, Singapore, Anh Quốc, Hà Lan, Thụy Sĩ, v.v. Cùng với đội ngũ tư vấn viên chuyên nghiệp, chúng tôi cung cấp các dịch vụ uy tín và trọn gói cho ngành du học du lịch Mỹ, bao gồm xử lý trọn bộ hồ sơ đi Mỹ từ A đến Z, kể cả các hồ sơ khó đã từng rớt visa hoặc không đủ tài chính. Tư vấn chọn trường tại tất cả các tiểu bang ở Mỹ. Chúng tôi tự hào là đại diện chính thức của hàng trăm trường đại học cao đẳng, trung học phổ thông tại Mỹ. Hướng dẫn các thủ tục xin visa, chứng minh tài chính, hướng dẫn điền form, dạy phỏng vấn du học du lịch Mỹ. Khai giảng hàng tháng các lớp học phỏng vấn, đảm bảo cho học sinh có được sự tự tin trả lời được mọi câu hỏi của lãnh sự quán. Đặt vé máy bay, sắp xếp nhà ở, ký túc xá cho du học sinh.
với phương châm hoạt động là uy tín, chất lượng và mong muốn định hướng cho học sinh Việt Nam một nền giáo dục tiên tiến, môi trường học tập và sinh hoạt an toàn. Tân Đại Dương cam kết sẽ là người bạn đồng hành cùng học sinh Việt Nam trên đường tới chân trời tri thức. Mọi chi tiết xin liên hệ công ty Tân Đại Dương chuyên du học Mỹ, mặt tiền 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại 0838484879, 0989006890, website www.tandaiduong.edu.vn.